Đây là tổng đài VNPT xin thông báo máy bàn của bạn có 8.930.000 đồng chưa được thanh toán. Trong khoảng thời gian 2 giờ đồng hồ, nếu bạn chưa thanh toán, công ty chúng tôi sẽ bắt buộc phải tắt số điện thoại của bạn. Nếu bạn chưa nghe rõ, xin vui lòng nhấn phím số 9 để nghe lại hoặc nhấn phím số 0 để nhận được sự tư vấn trực tiếp của tổng đài VN. Xin cảm ơn.